Đấy. Đây gốc hồng. Đến giờ. Mấy chim dữ luôn. Để bông hết giò sao cho. Dính. Thank you.
lắm. Hốt hàng anh em nghe. Lá vành hả? Mua được không? Vô vào. Nó còn kỳ gốm hơn nữa. Ừ. Lắm. Hốt hàng. Kêu giao lưu anh em, anh cố thủ Bình Định rồi. Quýnh tại vườn chuối này. Bổi của quá phê cả nha. Đây mình không có cắm máy quay được nha nha. Trời qua đây nó nắng lắm, cắm máy quay là bung mắt clip cả nha nha. Đây phải quay cắm máy quay tay nha. Bổi của rất tốt luôn cả nha. Tốc độ mình chìm rất dữ luôn ha. Ra giò mới bắt được nó đây. Chim tơ cả nha. Chim tơ nha. Cặp chân quá đẹp luôn cả nha ơi. Chim bồ quá đẹp luôn cả nha. Bồ cùm rất khủng luôn ha. Nhìn xem cùm nè. Đó. Cùm đẹp quá nha nha. Chim mắt đen thui à. Thấy không? Quay cho nó rõ chút. Chim mắt đen thui luôn rồi nha, chim tơ nè. Chim đẹp rồi nè ơi. Chỉ dầm đẹp quá. Bộ khá nha cả nha. Con này có phóng rứt luôn rồi nha nha. Phóng rứt thuốc gùn. Rồi cuối clip em có để số chân dòng chim cả nhà con xem nha.